Chúng ta cùng xem hai câu kinh thánh được chiếu lên. Mục sư mời hội thánh cùng đứng lên ha. Chúng ta cùng đọc lời Chúa chung với nhau. Chúng ta cùng đọc. Nàng sẽ sinh một trai. Ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Tại cái bản dịch này nó hơi lạ, chúng ta đọc lại. Nàng sẽ sanh một trai. Ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Câu thứ hai. Ngày hôm sau, khi thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, dặn nói: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngày hôm sau, khi thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, dân nói: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài cho chúng con học được lời của Ngài. Ngài là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con. Cho mỗi người chúng con nghe được tiếng của Chúa một cách riêng tư cho cá nhân của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính mời Thánh an toàn. Mùa Giáng sinh đến quý ông bà anh chị em. Chúng ta, nếu mà chúng ta hỏi cái mùa Giáng sinh, nếu mà gọi là joy to the world, nãy cô Hạnh có đề cập á, hỏi vui cái gì, cái gì là cái vui, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi lứa tuổi sẽ có nhiều cái vui khác nhau, phải không? Chúng ta thấy là bậc phụ huynh thì mong là con cái sẽ về có cái họp mặt, học trò thì vui quá được nghỉ học, phải không? Rồi chúng ta thấy cái mùa này là cái mùa mà trai gái yêu đương hẹn hò gì đó, có những bài quỳ bên hang đá rồi cầu nguyện với nhau. Rồi chúng ta thấy là tất cả mọi nơi, nào là âm nhạc, nào là trang trí. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, thực ra thì chúng ta thấy rằng có nhiều điều sẽ diễn ra trong cái mùa Giáng sinh, nhưng mà không hẳn tất cả những cái đó là cái mục đích của lễ Giáng sinh. Hôm nay chúng ta học, mục sư xem lại ở trong năm trước á, thấy là chúng ta học với nhau về những nhân vật ở trong lễ Giáng sinh. Chúng ta học về với nhau phải dành chỗ cho Chúa ở trong lễ Giáng sinh. Năm nay mục sư muốn chúng ta học để hiểu về mục đích của lễ Giáng sinh. Nó có thể là không có quen thuộc lắm với chúng ta, nó có thể là không có cảm thấy hấp dẫn lắm đối với chúng ta, nhưng mà nó là rất là thiết thực cho cái niềm tin của chúng ta. Giống như là chúng ta mừng cái lễ Giáng sinh, nhưng mà không phải chỉ là mừng lễ Giáng sinh mà hiểu rõ tại sao chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Chúa ban cho lễ Giáng sinh không phải là ý tưởng của con người mà là ý tưởng của Thượng Đế. Không phải để cho chúng ta thêm một ngày lễ, không phải là để cho chúng ta trang hoàng, chúng ta ăn tiệc, chúng ta mua sắm, nhưng mà Chúa có những cái lý cớ đặc biệt cho cái mùa lễ Giáng sinh. Mà hôm nay ở trong cái sứ điệp đầu tiên mục sư muốn học với ông bà anh chị em, đó là Chúa đến để giải quyết cái vấn nạn lớn nhất của nhân loại, đó là tội lỗi. Chúa Giáng sinh để cứu dân mình ra khỏi tội. Điều đó được dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Mục sư đọc cái bản theo bản cũ. Thực ra cái bản mới này, thôi đọc cả hai cái quý vị nghe ha. Nàng sẽ sanh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu. Thì lúc trước cái bản cũ mình hay nói là ngươi, nhưng mà đặt ông thì nó cũng hay. Vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Thực ra cái bản dịch mới, cái chữ giải cứu này hay hơn. Là tại vì cái chữ đúng trong cái ý nghĩa là chữ deliverer, tức là đấng cứu ra khỏi, giải cứu. Thì cái chữ giải cứu hay hơn là cái chữ cứu mà trong bản cũ có. Do vậy mục sư đọc luôn cái bản cũ. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ở đây dịch cái bản mới gọi là cứu dân ta. Cái bản dịch đó cũng tốt hơn. Không phải là cứu dân mình. Chúa đang nói đây là Chúa nói là Chúa dân của Chúa đó, dân của ta, chứ không phải là dân tụi mình, không phải. Nhưng mà ở trong cái đó, cái ý chính là gì? Chúa xuống thế gian này để cứu dân mình ra khỏi tội.
Chúng ta không bao giờ muốn đến một cái buổi tiệc Giáng sinh hay đến là Giáng sinh mà đề cập tới tội lỗi. Cái đang cái ngày chỗ vui của người ta tự nhiên đề cập tới tội lỗi làm chi, cái chỗ đó đừng có đề cập đến. Nhưng mà thực ra quý ông bà anh chị em, cái vấn nạn tội lỗi mới dẫn tới cái việc Chúa Giáng sinh. Hay nói khác hơn là sự hiện diện của lễ Giáng sinh là tại vì sự hiện diện của tội lỗi. Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa mới đến. Giống như trong Kinh Thánh nói rằng người thầy thuốc đến là vì bệnh nhân và Chúa đến là vì tội nhân. Nếu như mà không có tội lỗi của chúng ta thì Chúa không có xuống mà chịu chết. Cho nên là hôm nay cái mục đích đầu tiên của lễ Giáng sinh mà chúng ta học đó là Chúa đến để cứu dân của Ngài ra khỏi tội. Quý ông bà anh chị em, Chúa chúng ta là đấng hoàn hảo và trọn vẹn. Cho nên Ngài không có chấp nhận được những gì mà không có hoàn hảo. Mà Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta không ai đủ cái tiêu chuẩn mà Chúa đề ra về sự công chính, về sự vinh hiển của Ngài cả. Giống như là bây giờ người ta quy định là đi thi là 100 điểm mới đậu. Chúng ta có thể vỗ ngực nói tôi được 98 điểm thì chúng ta cũng rớt. Mà người có 8 điểm thì cũng rớt. Cả nhân loại đều rớt. Cả nhân loại đều phạm tội. Cái chữ tội ở trong ý nghĩa trong Kinh Thánh có nghĩa là miss the mark. Có nghĩa là một cái người bắn cung mà không có vào được hồng tâm mà bị trệt đi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của phạm tội. Phạm tội có nghĩa là chúng ta không có đạt được cái hoàn hảo mà Chúa muốn cho mọi đời sống của chúng ta. Và khi Chúa hoàn hảo thì Ngài không chấp nhận những cái gì mà không hoàn hảo của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói nếu mà Chúa đến để cứu dân mình ra khỏi tội, đầu tiên chúng ta phải nói tới tội. Tội thì chúng ta biết rằng tội xuất phát, cái nguyên tội, cái khởi nguyên của tội lỗi là trở về với sáng thế ký khi Adam và Eva là những con người đầu tiên bất vâng phục Chúa và ăn trái cấm, phạm tội. Và khi họ phạm tội thì họ mất cái sự thông công với Chúa và họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và chúng ta có thể nói rằng ồ, như vậy thì bây giờ xử tội chúng ta là không công bằng. Tại vì lỗi đó là lỗi của Adam chứ không phải là lỗi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sanh ra không có cha mẹ nào cần phải dạy cho chúng ta làm xấu, chỉ dạy cho chúng ta làm tốt. Chúng ta vốn là xấu, chúng ta tự nhiên là biết ích kỷ, tự nhiên là biết là nói dối. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng chúng ta càng lớn lên á, thì không phải chỉ có cái nguyên tội không, mà bắt đầu chúng ta có cái tội riêng của mình gọi là kỷ tội. Tức là ngoài cái nguyên tội mà chúng ta được di xuống, được di truyền xuống là từ tổ phụ của chúng ta cũng có cái kỷ tội, tức là cái tội riêng của chúng ta. Tội từ ở trong tư tưởng, ở trong lời nói, ở trong việc làm của chúng ta. Và Kinh Thánh cũng nói rõ là tiền công của tội lỗi là sự chết. Có nghĩa là nếu chúng ta đã phạm tội thì cái giá trả của tội lỗi là sự chết. Mà ở đây khi mà chúng ta nói phạm tội là chúng ta không có so sánh với nhau. Chúng ta không có nói rằng tội tôi là nhẹ, tội anh là nặng. Nhưng mà đã phạm tội là phạm tội ở trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta nói với lại thân hữu mùa Giáng sinh, chúng ta nói là quý vị chúng ta ai cũng phạm tội. Có nhiều người họ rất là bất ngờ, là tại vì họ không hiểu cái cách nói của chúng ta. Nói tội cái gì? Tôi không có tà dâm, không có cướp của, tôi không có giết người, tôi chưa từng ở tù ngày nào mà nói là tôi là tội lỗi là như thế nào? Là tại vì khi mà họ nói như vậy đó, là họ đang dựa trên cái tiêu chuẩn của luật pháp của con người đưa ra. Và họ thấy rằng họ giữ được những điều đó thì coi như là họ không có tội. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng cả nhân gian này đều có tội, là chúng ta dựa trên sự vinh hiển của Chúa, sự hoàn hảo của Chúa. Cho nên là tất cả chúng ta đều có tội, từ ở trong tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Mà chính vì cái chỗ mà chúng ta nhận ra được tất cả chúng ta đều có tội đó, quý ông bà anh chị em, chúng ta mới thấy là cơ đốc nhân của chúng ta là con đường duy nhất qua Chúa Giê-xu để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Tôi không cần biết những tôn giáo khác là tôn giáo nào và giáo chủ của họ là ai. Nhưng một khi giáo chủ của họ là con người thì là có tội. Mà đã là có tội thì không cứu người khác ra khỏi tội được. Giống như hồi nhỏ chúng ta học giáo lý, trong đó là có cái con khỉ nó bị rớt xuống vũng lầy và nó cố gắng để nó cứu nó ra khỏi vũng, nó nắm, nó kéo nó.
phải không? Nó càng kéo nó càng bị lúng, mà nó càng giúp người khác thì nó càng lúng. Chỉ có khi nào có một cái thế lực từ bên ngoài để có thể lôi nó ra khỏi cái vũng lầy đó. Chỉ có Chúa là đấng vô tội thì mới xuống để giúp cho chúng ta ra khỏi tội lỗi được. Cho nên các giáo chủ khác chúng ta kính họ là tại vì chúng ta thấy cái nỗ lực ở trong cái sức của con người để tu luyện đạo đức của mình, để trao dồi, chúng ta kính. Nhưng mà chúng ta biết họ vẫn phải chết vì tội lỗi của họ, cho nên là họ không thể nào cứu chính họ hay bất cứ người nào ra khỏi tội được. Chỉ có Chúa chúng ta mới có thể làm được điều đó. Bởi vì Chúa chúng ta không bị cái nguyên tội, và trong Ngài cũng không hề có tội. Khi mà Chúa giáng sanh thì bởi nữ đồng trinh Mary, tức là Mary thụ thai bởi Thánh Linh, không bởi một người nam, không bởi một con người nào, cho nên là trong Ngài không có bị di truyền xuống cái nguyên tội, và trong Ngài cũng không hề có tội. Cho nên là Chúa mới là đấng duy nhất để có thể làm được cái công việc xuống thế gian này để cất tội lỗi của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, chúng ta thấy cái giải pháp mà Chúa đưa ra để cứu dân mình ra khỏi tội. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 nói như vậy: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái giải pháp của Chúa, Chúa đưa con của Ngài xuống thế gian này là đấng hoàn toàn không có tội, nhưng mà gánh hết tội lỗi của nhân gian ở trên thân của Ngài, chịu chết trên thập tự giá. Cho nên Ngài là đấng vô tội trở nên tội để cho chúng ta là những người có tội thì nhận lấy sự công chính của Ngài. Sự công chính tới mức độ nào? Sự công chính của Ngài là không hề có tội, sự công chính trọn vẹn hoàn toàn. Và như vậy thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cho nên nó có một cái sự hoán đổi thiêng liêng ở tại thập tự giá mà Chúa chết để gánh tội lỗi cho chúng ta. Như tôi nói, nhiều lúc chúng ta nói tới Giáng sinh, chúng ta không muốn nhắc tới tội lỗi, nhưng mà đó là lý cớ mà Chúa xuống thế gian này. Nhưng mà mục sư cũng biết rất là rõ, có nhiều người vào trong đền thờ, vào trong những buổi tiệc Giáng sinh, dù là nhạc rất là vui, dù là không khí rất là náo nhiệt, nhưng mà họ vẫn có một cái gánh nặng mặc cảm tội lỗi đè ở trên họ. Họ biết rằng họ không ra khỏi được cái tội lỗi đó. Có nhiều người ngại đến nhà thờ là nghĩ rằng bởi vì mình có tội lỗi, mình không xứng đáng. Chính vì vậy mà họ cần phải biết cái phúc âm. Nãy cô Hạnh có nói là mình cần phải đi rao cái tin mừng đó cho mọi người, là cái tin mừng rằng họ có tội, mình có tội, nhưng mà cái tội đó đã được trả rồi. Vấn đề là chúng ta có nhận cái món quà của Thượng Đế hay không mà thôi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho, tức là cái phần thưởng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời cho những người bằng lòng tin. Chúng ta nói tới tội lỗi, chúng ta cũng nói một chút. Ở trong Cựu Ước của bà anh chị em, mỗi năm thầy tế lễ thượng phẩm dâng tế lễ để quản cái hình phạt ở trên con người. Tức là cứ mỗi năm phải dâng, chỉ là Kinh Thánh nói rằng để che giấu, che khuất cái tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà chỉ có Chúa xuống để cất tội lỗi chúng ta đi. Cái chữ cất này không phải đem bỏ vô tủ cất, mà cái chữ này là take away, tức là cất bỏ hoàn toàn một lần sạch sẽ những cái tội lỗi của chúng ta. Cho nên là trong Cựu Ước á, thì nó là một cái chương trình mà Chúa chỉ làm chậm trễ lại cái sự hình phạt. Của lễ đó vẫn được lặp đi lặp lại như là một cái sự nhắc nhở tội lỗi họ vẫn còn. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến thì gánh một lần đủ cả. Cho nên hồi nãy mục sư có đọc cái câu Kinh Thánh khi mà ông dân ông thấy Chúa Giê-xu, ông nói này: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đó là cái sứ mạng, là mục đích của lễ Giáng sinh. Chúa đến gánh tội lỗi và cất tội lỗi của chúng ta đi. Chúng ta không còn phải lo sợ vì tội lỗi. Chúng ta không còn bị mặc cảm tội lỗi. Chúng ta không còn bị ma quỷ kiện cáo ngày và đêm. Khi chúng ta giao phó mình cho Chúa, chúng ta đón nhận sự công chính của Chúa, tội lỗi đó được cất đi. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu sanh ra là để chết, quý ông bà anh chị em.
Cho tới lần này mục sư học, mục sư mới thấy được một điều. Khi mà Kinh Thánh nói rằng các ngươi sẽ được cái dấu chỉ này, đó là một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Thì trước kia mục sư học được một cái điều mà được bày tỏ cho mình, nói rằng ồ, ở trong máng cỏ là cái nơi mà cho thú súc vật nó ăn, chiên nó ăn, thì người ta bỏ cỏ vào trong đó. Cho nên cái dấu chỉ đó có thể là báo cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là cái nguồn sự sống, là thức ăn cho chúng ta. Nhưng mà lần này khi mục sư chuẩn bị cái sứ điệp này, mục sư lại học được với bà anh chị em, khi mà Kinh Thánh nói là bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, thì cái khăn đó đó nó không phải là cái khăn bình thường, mà cái chữ đó đó là cái chữ swaddling clothes, tức là cái khăn mà người ta quấn xác chết với ông bà anh chị em. Đó là cái khăn liệm, đó là cái khăn cũng giống như là khi Lazaro được quấn cái vải liệm rồi đem đi chôn vậy. Tức là giống như những cái thời kỳ mà mâm mì mà người ta quấn cái xác người ta đem đi chôn vậy đó. Thì cái vải đó là cái vải để quấn xác chết. Như vậy thì Chúa Giê-xu sanh ra, từ đầu tiên khi mà giới thiệu về Ngài, thì Ngài mới sanh ra là đấng quấn khăn cho sự chết. Chúa sanh ra là để chết cho chúng ta, là để gánh tội lỗi cho chúng ta. Như vậy nếu mà ngày nay chúng ta hiệp lại với nhau, chúng ta mừng lễ Giáng sinh, thì phải mừng cho đúng lý cớ. Không phải mừng là bởi vì có bàn ăn, có bàn nhậu, có nhạc, có vui chơi, có đèn, có ánh sáng. Quý ông bà anh chị em, chúng ta hiểu tất cả những gì diễn ra trong mùa Giáng sinh. Nếu chúng ta thấy đèn văng khắp mọi nơi, thì chúng ta phải nhớ Chúa đến là sự sáng của thế gian. Nếu mà trong Giáng sinh chúng ta thấy rằng có sự trao đổi quà với nhau, thì chúng ta phải nhớ rằng cái món quà lớn nhất mà chúng ta có, đó là con một Đức Chúa Trời ban xuống cho chúng ta. Có biết bao nhiêu điều mà chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không hiểu rõ tại sao chúng ta làm. Cho nên hôm nay mục sư muốn kết lại để nhắc như vậy. Nếu chúng ta mừng lễ Giáng sinh thì cần phải mừng là bởi vì nợ đã được trả. Đời sống vĩnh cửu mà Chúa ban cho chúng ta qua sự chết của Ngài, đó là điều mà chúng ta mừng. Nó giống như vậy nè quý ông bà anh chị em. Cái ví dụ này có thể là nó không được trọn vẹn lắm, nhưng mà một sư thấy, ví dụ như chúng ta muốn mua một cái xe, hay chúng ta muốn mua một căn nhà, nhưng mà cái credit score của chúng ta thấp quá, cái tín dụng của chúng ta yếu quá, thì chúng ta không có đủ sức để đạt được cái điều đó. Thì phải có một người mà một sư thấy mỗi lần đi mua xe nó hỏi tín dụng mình có excellent không, phải không, có good không, tức là họ coi cái tín dụng mình ở mức độ nào để mình có thể cô sai, mình có thể đỡ đầu cho cái người kia để có thể đạt được cái điều đó. Tôi và quý ông bà anh chị em, không ai đủ điểm tín dụng để có thể vào được thiên đàng cả. Và Chúa là đấng trọn vẹn xuống chết để cho chúng ta được cậy vào cái điểm tín dụng của Chúa. Chúa chuyển cái điểm tín dụng đó vào trong cái account của chúng ta, để rồi chúng ta đủ cái điều kiện để vào được thiên đàng của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta mừng lễ Giáng sinh là cảm ơn Chúa, tội lỗi con được tha và con được sự sống đời đời. Christmas cũng là cái thời điểm để nhắc chúng ta phải rao báo, phải chia sẻ, phải làm chứng. Ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 2 nói như vậy: ấy chính Ngài làm của lễ chuộc lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Như vậy thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta biết là Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà Chúa nói không phải chỉ chúng ta không, mà Chúa chết cho cả thế gian. Nhưng mà họ thì chưa biết cái tin mừng đó. Chính vì vậy chúng ta phải đi ra để báo cho họ biết cái tin mừng đó, để họ có cái sự lựa chọn để đón nhận cái tin mừng đó cho chính họ, để họ cũng được cứu. Chúng ta thí dụ chúng ta đi làm từ thiện đi, chúng ta đến một cái làng miền cao, chúng ta nói với lại tất cả dân ở tại đó, tất cả mọi người đều được một cái món quà. Thì như vậy thì cái quà ai cũng có như nhau. Nhưng mà người nào tin để đi ra để nhận quà thì người đó mới có quà. Cho nên nó có hai cái điều. Cái thứ nhất là họ phải nghe được cái tin tốt lành đó, và cái thứ hai là họ phải có cái sự lựa chọn là có bằng lòng nhận cái món quà đó hay không. Đúng là Chúa xuống để cất tội lỗi thế gian đi,
và Ngài cất tội lỗi của cả thế gian, chứ không phải là riêng một người nào. Tình yêu của Chúa là cho mọi người, nhưng mà cho mỗi người nữa. Và chúng ta có cái sự lựa chọn của mình là chúng ta có đến để nhận cái món quà đó không. Cho nên mục sư chọn cái bài này là cái bài đầu tiên của cái mùa Giáng sinh để nhắc với chúng ta, để chúng ta biết ơn Chúa. Chúa sanh là để chết và chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Chúa đã có cái giải pháp cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không có lớn bằng huyết báo của Chúa Giêsu. Ngài đã rửa cho chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà mục sư dùng cái sứ điệp này đầu tiên là cũng để nhắc cho chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện để chúng ta có thể mời được những người bạn, để chúng ta thấy rằng trong cái mùa này chúng ta có được tin mừng. Cái tin mừng là cái tin phải được rao báo với bà anh chị em. Tôi thấy quý bà, quý cô chỉ cần nghe nói trong mo và sale thôi là đã gọi sùm, đã gửi tin nhắn đủ thứ hết. Trong lúc mà chúng ta ở đây có một cái tin mừng quá lớn, giải quyết cái vấn đề tội lỗi của chúng ta trong đời này, cho chúng ta sự sống đời đời, mà chúng ta nói là chúng ta làm ngơ, chúng ta không có chia sẻ với người khác, thì như vậy nó thật sự chưa phải là quá lớn đối với chúng ta. Cho nên là Chúa chết cho cả thế gian nữa. Cho nên là một sự ước ao quý bà anh chị em ngay từ tuần này á, xin Chúa Thánh Linh nhắc cho mình, để mình coi có một hai cái tên nào, cái tên họ nào mà mình Chúa Thánh Linh nhắc với mình. Có thể là một người cùng làm việc chung, có thể là một người đi học chung, có thể là một người trong bà con của mình, mình đặc biệt được nhắc nhở, mình cầu nguyện quý bà anh chị em. Tối hôm qua một sự thức để hòa lòng với lại Việt Nam, cái chương trình truyền giảng An Bình ở tại Hà Nội, và ngàn người ra để đón nhận. Nhưng mà có một cái điều một sư thấy rất là hay, đó là trước đó một hai tuần hay là cả tháng gì đó, là họ gửi ra những cái gọi là thách thức cầu nguyện. Thách thức cầu nguyện tức là họ muốn rằng mọi người ghi xuống những cái tên, một vài cái tên, và cầu nguyện trước khi là cái ngày lễ Giáng sinh, cái kỳ truyền giảng nó xảy ra. Mục sư muốn đem điều đó với chính mình và quý ông bà anh chị em. Chúng ta từ trước tới nay hội thánh chúng ta thường là chúng ta kỳ vọng vào cái cộng đồng, những người bạn mà chúng ta có, và cứ mỗi ngày lễ thì chúng ta có một số người đã đến với mình. Nhưng mà mục sư tin chắc rằng mỗi chúng ta cũng có những người đi làm chung với chúng ta, đi học chung với chúng ta, những người mà Chúa Thánh Linh nhắc cho mình, thì hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ ngay từ tuần này. Amen quý bạn chị em. Một tên, hai tên cũng được, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ tuần này. Là bởi vì Chúa không phải chỉ cất tội lỗi của chúng ta, mà cất tội lỗi cả thế gian. Và đó là tin mừng lớn. Amen. Amen.